Xin chào tất cả các bạn. Chị đã quay trở lại rồi đây. Rất là xin lỗi các em vì đã vào muộn mất của các bạn 7 phút đồng hồ. Đã có rất nhiều bạn đợi chị trong buổi học ngày hôm nay đúng không? Các em ơi, cùng nhau vào học cùng với chị để chúng ta nhanh chóng bắt đầu buổi học tiếp theo, buổi học thứ 3 trong chuyên đề văn học trung đại của chúng mình nhé. Đã có bạn nào lên xem chưa nhở? À, xin chào Quỳnh Anh. Quỳnh Anh vừa nhắn tin cho chị đúng không? Nhưng mà chị chưa kịp trả lời thì không biết là có vấn đề gì nhở? Chị đã quay trở lại cùng với các bạn rồi đây. Xin chào Nguyễn Thu. Các em ơi, nếu như mà các em có bạn bè ở trong nhóm thì nhanh chóng gọi các bạn vào học giúp chị nhé. Các bạn đặt tên Facebook kiểu chị hơi khó đọc ấy, chị không biết là có đọc đúng tên các bạn không nữa. Xin chào Bảo Duy, xin chào Như Quỳnh. Rồi, ok. Chắc là các bạn đã chuẩn bị đầy đủ sách vở rồi đúng không? Thì trong lúc đợi các bạn lên đông hơn một chút xíu, chị cũng muốn thông báo với các em là các em khi mà vào nhóm ý, để tìm lại những video mà chúng ta học, tìm lại những cái chuyên đề chúng ta học, thì chị đã tạo ra các cái chủ đề ở trong nhóm mình rồi. Các em có biết tìm theo chủ đề ở trong một cái group ở trên Facebook không? Có nghĩa là khi mà các em truy cập vào group đấy nhá, các em tìm vào cái mục chủ đề ấy, trong đấy chị đã tạo chủ đề là chuyên đề 1 văn bản nhật dụng, chuyên đề 2 là văn học trung đại, rồi là các chủ đề khác ví dụ như kiến thức mở rộng vân vân. Đó, thì khi mà em vào muốn học lại kiến thức một cách có hệ thống thì em hãy truy cập bằng cách là click vào những cái chủ đề đấy. Ví dụ em click vào chủ đề văn bản nhật dụng chẳng hạn, chủ đề 1 ý. Đó thì sẽ thấy được những bài viết liên quan đến chuyên đề đó. Được không? Tương tự với cả chuyên đề 2 là văn bản là tác phẩm văn học trung đại cũng như vậy. Thì chị nghĩ là cách học như thế thì sẽ giúp được các em tìm lại video một cách dễ hơn này và hệ thống hóa kiến thức một cách dễ hơn, được không? À ok, xin chào Thảo. Xin chào Cẩm Ly. À rồi các bạn. Các bạn đang bắt đầu vào học đông hơn rồi này. Đó. Thì các em đã nắm được cái cách học như thế chưa? Các em đã nắm được cái cách để chúng ta tìm lại những video mà để chúng ta lượt lại kiến thức chưa? Và trong nhóm thì team chị Hiên cũng chia sẻ rất nhiều những kiến thức mở rộng được đăng tải ở trên các trang khác nhau. Cho nên là chị sẽ ghim những phần đấy thuộc vào các chủ đề kiến thức mở rộng hay là kiến thức nâng cao vân vân. Thì em cũng tìm theo cái phần đấy cho dễ nhá. Được không nào? Và một lưu ý tiếp theo là trong buổi học ngày hôm nay chị sẽ kết thúc buổi học, phần cuối buổi học chị sẽ giao luôn bài tập cho các em ở trong phần phát trực tiếp này. Có nghĩa là các em phải xem phần phát trực tiếp này thì mới biết được bài tập nhá. Lưu ý giúp chị như thế để các bạn có thể chủ động trong phần xem bài học này và tự giác làm, và nó sẽ công bằng hơn với những bạn mà tham gia học đầy đủ, được không nào? Cuối bài học thì chị sẽ đăng, chị có nghĩa là chị nói cái bài tập đấy cho các em ở ngay trong phần phát trực tiếp này luôn, chứ không đăng lên để cho các bạn, có thể các bạn là không vào học nhưng các bạn vẫn làm ấy, được không? Chị mong là như vậy sẽ giúp cho các bạn học tích cực hơn. Xin chào Hoàng Anh. Rồi ok. Được không nào? Thì như các em đã thấy ở đây, tiêu đề cho buổi học ngày hôm nay đó chính là đoạn trích chị em Thúy Kiều. Phần trước, buổi học hôm trước chúng ta đã cùng nhau khái quát những kiến thức cơ bản về truyện Kiều của Nguyễn Du rồi. Thì bắt đầu sang đến tuần này chúng ta sẽ đi học những buổi học mà đi sâu hơn, phân tích kỹ hơn những cái đoạn trích tiêu biểu được chọn lọc và đưa vào chương trình ngữ văn lớp 9 của chúng mình. Và đoạn trích đầu tiên chính là đoạn trích chị em Thúy Kiều, được không nào? Và phần tài liệu này thì đã được đăng ở trên fanpage rồi, và chị muốn sử dụng luôn phần tài liệu này cùng với các em trong buổi học ngày hôm nay. Về mỗi đoạn trích trong tác phẩm truyện Kiều, chúng ta sẽ có những bố cục học chung. Ví dụ trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi từ vị trí của đoạn trích, được không? Sau đến chúng ta sẽ đến bố cục của đoạn trích này, rồi là phân tích đoạn trích, và cuối cùng là tổng kết về mặt nội dung và nghệ thuật nhá. Thì phần vị trí của đoạn trích và tổng kết nội dung nghệ thuật thì sẽ có trong cái bản tổng kết này. Thì các em sẽ cùng theo dõi cùng với chị luôn, được không? Rồi, ok. Bước vào với chị em Thúy Kiều thì rất là đáng tiếc bởi vì chị không kịp chuẩn bị sách giáo khoa ở đây, nhưng mà chị cũng đã kịp chép ra phần đoạn trích này để chúng ta bám sát vào đoạn trích chúng ta phân tích nhá. Chị không muốn là các bạn học phân tích thơ mà không cả biết thơ, không biết cả câu thơ đấy như thế nào. Cho nên là chị chép sang cái phần sau này.
thì nếu như mà chữ nó hơi nhỏ, hơi khó nhìn một chút thì các bạn thông cảm nhé. Đó. Rồi, bước vào đến đoạn trích chị em Thúy Kiều thì đây là đoạn trích mà được trích trong sách giáo khoa của chúng mình. Vậy là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về vị trí của đoạn trích này, bố cục và phân tích chi tiết đoạn trích cùng với những đặc điểm tổng kết, đặc sắc nội dung và nghệ thuật. Được không? Và bây giờ nhá, cùng với chị, chắc chắn là các em có sách giáo khoa ở đấy rồi đúng không? Các bạn phải đọc đoạn trích này rồi giúp chị nhá. Và khi đọc đoạn trích này thì chúng ta phải nắm được vị trí của đoạn trích. Vậy thì trước tiên chị sẽ viết cái tiêu đề cho buổi học ngày hôm nay đã nhá. Bạn nào còn chưa dở sách giáo khoa ra thì dở ra luôn nhá. Chị em Thúy Kiều. Được không nào? Chúng ta sẽ học đoạn trích chị em Thúy Kiều. Đúng rồi, đây là tờ chị vẽ. Chị cũng có chuẩn bị thêm những tác phẩm văn học hiện đại nữa, nhưng mà chưa xong, khi nào xong thì chị sẽ công bố ở trên fanpage để cho các em có thể tham khảo và lấy đấy làm một cái tư liệu học nó sinh động hơn để các bạn gọi là có thêm cảm hứng học nhá. Rồi, bước vào với đoạn trích này, ý đầu tiên, phần 1 lớn chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí của đoạn trích nhá. Được không? Phần 1 lớn sẽ về vị trí này. Vị trí của đoạn trích thì chị đã trình bày ở đây rồi. Các em cần phải nắm được nhá. Đoạn trích chị em Thúy Kiều nằm ở phần đầu của truyện Kiều. Phần đầu có tên là Gặp gỡ và đính ước. Các em còn nhớ không? Buổi trước chị đã tóm tắt cùng với các bạn những chi tiết ở trong từng phần 1, có 3 phần đấy. Thì đoạn trích chị em Thúy Kiều này nằm trong phần đầu tiên, Gặp gỡ và đính ước. Khi mà Nguyễn Du có những câu thơ đầu tiên để khái quát lại về cái cốt truyện của chuyện này, sau đó thì ông bắt đầu đi vào giới thiệu các nhân vật và giới thiệu cái cuộc sống của chị em Thúy Kiều trước khi mà Kiều vướng phải hoạn nạn. Được không? Và đoạn trích này chính là trong cái phần đầu đó. Đó, được chưa? Các bạn phải nắm được giúp chị nhá. Là các em phải nắm được, thứ nhất là đoạn trích nằm ở phần đầu, Gặp gỡ và đính ước. Thứ hai là khi mà tác giả giới thiệu về gia đình Kiều, tác giả đã tập trung khắc họa vẻ đẹp, tài sắc của chị em Thúy Vân, Thúy Kiều. Như các em đã biết thì gia đình Kiều thì có nghĩa là nhà thì Kiều là chị cả đúng không? Dưới Kiều có hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Thì trong phần giới thiệu này thì Nguyễn Du tập trung chủ yếu vào vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều, mà đặc sắc hơn cả là vẻ đẹp của Thúy Kiều. Được không nào? Nhá. Đó là những điểm cần lưu ý về vị trí. Các em kịp ghi rồi đúng không? Chúng ta sẽ bước sang đến phần 2 luôn nhá. Có bị nhanh quá không các em? Có bị nhanh quá không? Vị trí này là đã có trong sách giáo khoa rồi, các bạn cũng nắm được rồi đúng không? Bước sang đến phần 2 về bố cục của đoạn trích này, có nghĩa là chúng ta sẽ đi phân tích theo cái bố cục như vậy. Chúng ta sẽ chia cái đoạn trích này ra làm bao nhiêu phần, hiểu ấy chị không? Đó chính là về phần bố cục. Vậy thì trong phần này nhá, các em, chị chắc chắn là các bạn cũng đã đọc rồi này, có những thông tin cơ bản về đoạn này rồi. Vậy thì các em có những cái cách chia bố cục như thế nào với đoạn trích này nhỉ? Các em sẽ để lại bình luận bằng cách ví dụ như là nếu như mà là 4 câu đầu rồi đến 4 câu tiếp rồi tiếp tục ý, thì các em bình luận như thế này giúp chị nhá. Ví dụ nhá, ví dụ là 4, 10 chẳng hạn, kiểu như vậy. Để chị biết được là các bạn sẽ chia bố cục như thế nào cho phần này. Rồi 4 phần. Và nó nêu cụ thể giúp chị giống như thế này nhá. Được không? 4 phần thì mỗi phần là bao nhiêu câu? Các em sẽ bình luận như thế này giúp chị. Để chị biết xem là các bạn đã nắm được bố cục phân tích cho đoạn trích này chưa? Rất là dễ đúng không? Rất là đơn giản, đọc lên chúng ta cũng có thể phân tích được bố cục rồi. À, 4 câu đầu là giới thiệu khái quát về hai chị em Thúy Kiều. Đúng, chính xác. Tiếp tục nào. Vậy là 4, đúng không? 4 câu đầu, xong rồi đến 4 câu tiếp, xong rồi tiếp theo. Chính xác. 4, 12, 4 sẽ là cái bố cục cho đoạn trích này của chúng ta. Được không nào?
Đây, cùng với chị nào. Phần 1 chúng ta có 4 câu thơ đầu. Đó, được không? Đây sẽ là phần 1 nhá. Tiếp tục, phần 1 này là phần giới thiệu khái quát về hai chị em Thúy Kiều. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Đó là 4 câu thơ đầu tiên giới thiệu. À đây, đoạn trích này bắt đầu đi vào miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều đây này. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Tiếp tục, 4 câu thơ tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích vẻ đẹp của Thúy Vân. Được không? Đây sẽ là phần 2 nhá. Đây sẽ là phần 2, vẻ đẹp của Thúy Vân. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Đó là 4 câu miêu tả về vẻ đẹp của Thúy Vân. Và đặc biệt trong phần bố cục này chúng ta cũng sẽ thấy được dụng ý của tác giả khi mà tiếp theo là tận đến bao nhiêu nhỉ? 12 câu thơ tiếp theo sẽ là miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều. Đây, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 câu thơ tiếp theo sẽ là miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều, sẽ là phần thứ 3. Các em đã thấy cái sự chênh lệch về mặt dung lượng chưa? Ngay từ dung lượng và phân tích bố cục thôi, chúng ta cũng đã biết được phần nào dụng ý của tác giả rồi. Tuy là đoạn trích về miêu tả hai vẻ đẹp của hai chị em đúng không? Nhưng mà Vân, Thúy Vân có 4 câu, còn Thúy Kiều là 12 câu cơ. Được không? Và cụ thể như thế nào thì sau đây chúng ta phân tích sẽ thấy rõ. Và cuối cùng là 4 câu thơ cuối cùng là chúng ta có phần thứ 4, là phần cuối cùng với nội dung là nhận xét chung về đức hạnh của hai chị em. Được không? Đúng, chính xác, các bạn nắm được hết rồi này. 4, 4, 12, 4, chính xác luôn. Rất dễ mà nhỉ. Mình đọc lên là mình đã biết được đoạn những cái nội dung của những câu thơ đấy là gì rồi. Đó, cho nên là bố cục của phần này là 4 phần nhá. Và cụ thể như thế nào chị vừa trình bày cho các bạn rồi, thì các em ghi rõ ra giúp chị phần 1 là bao nhiêu câu, phần 2 bao nhiêu câu và nội dung của từng phần như thế nào. Được không? Đó. Đây, với bạn nào mà các em học bằng cách mà ghi luôn vào sách giáo khoa thì cũng được, còn bạn nào mà không thích ghi vào sách giáo khoa thì các em có thể ghi lại ra vở ghi. Cái đấy là tùy tự do của từng bạn nhé. Rồi, tiếp tục, chúng ta sẽ bước sang cái phần mà quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết, phân tích đoạn trích luôn nhá. Ba lớn này, phân tích. Các em đừng nhầm nhá, ở đây chị em Thúy Kiều chỉ là một đoạn trích trong tác phẩm truyện Kiều thôi, cho nên chúng ta không thể gọi là phân tích tác phẩm được. Nếu phân tích tác phẩm thì sẽ dài, ôi là dài dài lắm luôn. Còn ở đây chúng ta sẽ đi tập trung phân tích đoạn trích bao gồm những câu thơ này thôi nhá. Và chúng ta sẽ đi phân tích theo bố cục này luôn. Trước tiên, phần 1 nhỏ là các em ghi giúp chị nhá, là vẻ đẹp chung của hai chị em. Giới thiệu vẻ đẹp chung. Của hai chị em. Được không nào? Đó sẽ là phần đầu tiên của chúng mình. Được, em ghi ra sách giáo khoa luôn cũng được. Cái này là tự do của các bạn mà. À, 4, 4, 16. Sao chị đọc ở đây có cả bạn, có một bạn phân tích theo bố cục là 4, 4, 16 này. Thì cái phần cuối này nhá, em phải tách ra, bởi vì là phần cuối này, 4 câu thơ cuối này này, lại là nhận xét chung về hai chị em rồi, chứ không thể gộp chung vào vẻ đẹp của Kiều được nhá, bạn Như Quỳnh nhá, được không? Đó. Rồi, bắt đầu vào 4 câu thơ đầu tiên. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. À, ở đây thứ nhất chúng ta thấy xuất hiện hình ảnh là gì nhỉ? Hai ả Tố Nga. Ở đây Tố Nga thì các em cần phải hiểu được đây là một từ mà chỉ những người con gái đẹp. Vậy là ngay từ câu thơ đầu tiên chúng ta đã thấy được ở đây hai nhân vật được nhắc đến là hai người con gái đẹp. Đầu lòng hai ả Tố Nga, đúng không? Và tiếp tục là mối quan hệ giữa hai người này là Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Và đặc biệt bước sang hai câu thơ tiếp theo là tác giả Nguyễn Du sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng để nêu về vẻ đẹp của cả gọi là
sự duyên dáng ở hình thức bên ngoài và cả cốt cách bên trong nữa. Mai cốt cách, Tuyết tinh thần. Tuy nhiên nhá, mỗi người lại mang một vẻ đẹp riêng, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Đấy, các em hiểu được cái nội dung chung của phần này chưa? Chị sẽ đi theo cái cách là sẽ triển khai về nội dung chung cho các bạn trước, sau đó sẽ đi kỹ lưỡng từng câu thơ hoặc là từng hình ảnh để các em nắm được cái cách để chúng ta phân tích nhá. Được không nào? Hiểu ý chị không? Các bạn có ok với cách học như vậy không? Được không nào? Trước tiên chúng ta phải hiểu được là qua 4 câu thơ đầu này thì tác giả muốn giới thiệu với người đọc vẻ đẹp hoàn hảo và trọn vẹn của hai chị em Kiều. Từ ngữ đầu tiên chúng ta tập trung vào chính là hai ả tố Nga. Đây là từ ngữ chỉ người con gái đẹp. Và mối quan hệ giữa Kiều và Vân đó là Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Họ mang vẻ đẹp toàn thiện cả về hình thức bên ngoài, vóc dáng bên ngoài, ngoại hình bên ngoài và cả tâm hồn, cốt cách bên trong. Với hình ảnh ước lệ là mai cốt cách, tuyết tinh thần. Nhưng mỗi người lại mang một vẻ đẹp riêng, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Được chưa nào? Vậy thì đầu tiên nhá, để phân tích phần này thì chúng ta sẽ có ý đầu tiên là các em phải khái quát được nội dung của 4 câu thơ đầu. Đã giới thiệu đúng không? 4 câu thơ đầu đã giới thiệu cho người đọc vẻ đẹp hoàn hảo. Trọn vẹn của hai chị em Kiều, được không nào? Các em ghi vào nhá. 4 câu thơ đầu đã giới thiệu vẻ đẹp hoàn hảo và trọn vẹn của hai chị em Kiều. Sau đấy này, chúng ta sẽ có ý tiếp theo, bắt đầu đi sâu hơn vào hai ả tố Nga. Được không? Nhớ cho chị nhá, câu thơ mở đầu đã cho người đọc biết được đây là hai người con gái đẹp, là hai ả tố Nga. Người thì chưa xuất hiện nhưng mà vẻ đẹp đã hiện hiện ra rồi. Đầu lòng hai ả tố Nga, đúng không? Chưa biết đó là ai, chưa biết đó là Thúy Vân, Thúy Kiều hay là ai cả. Nhưng mà nghe đến hai ả tố Nga là chúng ta đã biết được đây là hai người con gái đẹp rồi. Cho nên là ý thứ hai chúng ta cần ghi được là câu thơ mở đầu. Đi sâu hơn nhá. Câu thơ mở đầu với hình ảnh tiêu biểu là hai ả tố Nga. Đó, đã cho người đọc biết đây là hai người con gái đẹp, người cụ thể chưa xuất hiện nhưng vẻ đẹp đã lộ ra, được không? Đó nhá, đó sẽ là cái ý thứ hai của chúng mình. Tiếp tục, ý thứ ba khi mà chúng ta phân tích 4 câu thơ đầu này, bắt đầu đến câu thơ nhá. Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Ở đây mai này, tuyết, đây là những hình ảnh thiên nhiên. Và khi mà tác giả sử dụng những hình ảnh tiêu biểu ở trong thiên nhiên, những yếu tố đẹp ở trong thiên nhiên như là mai, như là tuyết, để qua đấy ẩn dụ đến vẻ đẹp của con người, thì đó chính là bút pháp ước lệ tượng trưng. Một bút pháp rất rất tiêu biểu ở trong văn học trung đại mà được tác giả Nguyễn Du sử dụng rất thành công trong tác phẩm truyện Kiều. Được không nào? Nhá, cho nên câu thơ tiếp theo là chúng ta phải biết được, biết cách phân tích là bằng bút pháp tượng trưng. Có nghĩa là nếu như văn học hiện đại nhá, người ta đi sâu vào nói rõ xem là vẻ đẹp, cốt cách của con người này như thế nào. Nhưng mà ở đây trong văn học trung đại chỉ cần sử dụng những hình ảnh tốt đẹp ở trong thiên nhiên để ẩn dụ đến vẻ đẹp của con người cũng đủ giúp chúng ta hình dung được mà không cần phải đi sâu chi tiết. Bút pháp tượng trưng đi liền với cả bút pháp gợi nhiều hơn là tả chi tiết. Chỉ gợi lên thôi nhưng chúng ta đã nắm được vẻ đẹp đấy rồi, hiểu được cái vẻ đẹp đấy rồi. Được không nào? Nhá. À, câu thơ mở đầu là đã cho biết đây là hai người con gái đẹp qua cụm từ hai ả tố Nga. Người cụ thể chưa hiện ra nhưng vẻ đẹp đã dần hiện hiện, được không nào? Sau đó chúng ta sẽ đến với phân tích câu thơ tiếp theo là mai cốt cách, tuyết tinh thần. Thì đây chính là cách mà nhà thơ sử dụng bút pháp ước lệ. Tác giả đã gọi lên được vẻ đẹp thanh cao và duyên dáng.
của hai chị em Kiều đúng không? Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Chúng ta hiểu là cốt cách thì như cây mai, còn tinh thần thì đẹp như tuyết, trong trắng, trong sạch như tuyết, được không? Đó chính là vẻ đẹp hoàn hảo và mang tính hình thể, mang cả tính tâm hồn nữa. Cả hai chị em Kiều đều đẹp, mỗi người một vẻ đẹp riêng, trọn vẹn. Đấy nhá, đây sẽ là câu thơ tiếp theo này, câu thơ mà mai cốt cách tuyết tinh thần ý. Thì các em hiểu được là cốt cách thì được ví như cây mai, còn tinh thần thì được ví như là tuyết, là cách mà tác giả sử dụng những hình ảnh tiêu biểu đẹp đẽ ở trong thiên nhiên để từ đó gợi lên vẻ đẹp của con người. Và ở đây được nhấn mạnh là vẻ đẹp của cốt cách và tinh thần. Một cốt cách duyên dáng, tinh thần thanh cao, trong trắng, được không? Được chưa nào? Và cuối cùng, ý thơ cuối cùng trong bốn câu thơ đầu này đó chính là một lần nữa khẳng định cả hai chị em Kiều đều đẹp, mỗi người đẹp một vẻ đẹp riêng, rất trọn vẹn và không pha trộn. Mười phân vẹn mười là một vẻ đẹp trọn vẹn đúng không? Nhưng lại là mỗi người một vẻ cơ, không pha trộn. Hiểu ý chị không? Có nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào từng những cái từ ngữ này để chúng ta phân tích thôi, chứ chúng ta không dựa vào đâu xa hết. Chúng ta không lấy từ những cái thứ xa vời ở đâu cả. Kiến thức nền là khi các em chỉ cần có thơ trong tay thôi là các em có thể phân tích được, không cần phải học thuộc ở đâu hết. Chị mong muốn có thể rèn luyện cho các bạn cái kỹ năng như vậy nhá, được không nào? Thì ở đây 10 phân vẹn 10 chính là một vẻ đẹp trọn vẹn, nhưng lại là mỗi người một vẻ cơ. Mỗi người một vẻ có nghĩa là vẻ đẹp của Thúy Kiều và Thúy Vân dù được khái quát chung bằng một câu thơ này, nhưng tiếp sau đây tác giả sẽ chỉ ra xem là mỗi người mang một cái vẻ đẹp riêng như thế nào. Hiểu không? Nhá. Rồi, các bạn tin với chị rất là nhiều, chị rất là cảm ơn các em. Nhưng mà cùng với chị tích cực tương tác nhá. Không thì nếu như mà số lượng xem phần phát trực tiếp này cứ giảm đi như thế này thì chị cũng không còn nhiều động lực để có thể phát trực tiếp cùng với các em đâu, được không? À, đoạn trích này với cả bài thơ tiểu đội xe không kính, à bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, đúng không? Ừ, sau phần văn học trung đại này thì chúng ta sẽ chuyển sang văn học hiện đại, thì lúc đấy em sẽ được học thêm nhiều những tác phẩm thú vị hơn nữa. Đó, thì đấy chính là kết thúc phần 1, phần khái quát đầu tiên của chúng mình nhá. Sang đến phần 2 nào. Sang đến phần 2 là chúng ta sẽ đi sâu vào vẻ đẹp của Thúy Vân. Chị mong rằng là các bạn nhỏ sau khi học quen bằng cái cách học như thế này rồi thì chỉ cần các em thuộc thơ thôi là đi đến đâu các em cũng có thể phân tích được. Với yêu cầu nào các em cũng có thể phân tích được. Bởi vì chúng ta phân tích ở đây là phân tích thơ, chứ chúng ta không phải là bê những kiến thức ở đâu xa để áp vào cái bài thơ này cả. Nên là trong quá trình học thì chị luôn muốn song hành một bên là thơ và một bên là kiến thức rút ra để các em hiểu được cách chúng mình phân tích nhá. Nhưng không biết là các bạn xem có bị tối không? Chị nhìn chị cứ sợ bị tối đấy nhở. Chị có bật hai đèn hẳn hoi rồi đấy. Các em xem có bị tối không? Các bạn xem có bị tối không? Phần hôm trước phát trực tiếp chị cũng thấy nó hơi tối tối. Nhưng mà chị nhìn bên ngoài thì sáng lắm nhá. Nhưng nhìn qua màn hình máy tính ấy, à mà nhìn qua màn hình điện thoại thì lại thấy nó tối. Ừ, rồi ok, xem được đúng không? Thôi nếu như mà có tối một chút xíu thì chúng mình tự khắc phục nhá. Rồi, tiếp tục này, đến với bốn câu thơ tiếp theo. Vậy là tác giả đã đi, đầu tiên là giới thiệu qua nhá, xong đó là tác giả sẽ đi chi tiết và vẻ đẹp của từng người một, rồi đến cuối cùng thì lại tổng kết lại và nhận xét chung. Đấy chính là cái bố cục, là cách mà tác giả phân tích và cách mà tác giả miêu tả hai nhân vật của chúng ta. Vậy nhân vật đầu tiên đó chính là Thúy Vân. Đoạn trích thì tên là chị em Thúy Kiều. Tuy nhiên thì tác giả lại miêu tả Thúy Vân trước. Tại sao lại như vậy? Và có một ẩn ý gì đằng sau phần dung lượng chênh lệch như thế này không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhé. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
Rồi, đây sẽ là 4 câu thơ miêu tả về Thùy Vân. Thì 4 câu thơ tiếp theo, tác giả đã cho người đọc chiêm ngưỡng một bức chân dung rất là đoan trang và hết mực dịu dàng của Thùy Vân. Vân xem trang trọng khác vời. Vậy câu thơ đầu tiên là vẻ đẹp trang trọng khác vời, được không? Bây giờ nhá, sẽ đi cùng với chị này. Giống như phần trên là chúng ta phải khái quát được nội dung của 4 câu thơ đó, hay là nội dung của toàn bộ phần đấy. Cho nên ý đầu tiên vẫn sẽ là 4 câu thơ tiếp theo. Được không nào? 4 câu thơ tiếp theo thì tác giả Nguyễn Du đã cho người đọc chiêm ngưỡng một bức chân dung. Một bức chân dung như thế nào nhỉ? Đoan trang và dịu dàng của Thùy Vân. Thùy Vân chị viết tắt nhá, các em tự hiểu giúp chị nhá, được không? Đó sẽ là cái ý đầu tiên chúng ta phải nắm được. Ừ, chính xác, đúng giống như ý mà bạn Quỳnh Anh đã hiểu, là việc tác giả miêu tả Thùy Vân 4 câu và Thúy Kiều 12 câu là để Thúy Vân làm nền nhấn mạnh vẻ đẹp tài sắc của Thúy Kiều. Và sau đây khi mà miêu tả Thúy Vân xong, bước sang phần phân tích về Thúy Kiều, chị sẽ nói kỹ hơn về cái thủ pháp đòn bẩy này của tác giả Nguyễn Du nhé. Trước tiên về Thúy Vân 4 câu, chúng ta lại tiếp tục. Câu thơ đầu tiên thì Thúy Vân được gọi ra như thế nào nhỉ? Câu thơ này thì vừa giới thiệu được, đây sẽ là những câu thơ đi miêu tả về Thùy Vân, lại vừa khái quát được vẻ đẹp của nàng trang trọng khác vời. Một vẻ đẹp rất là riêng biệt, mang cái khí thái, mang cái thần thái trang trọng khác vời. Và hai chữ trang trọng đã gợi ra một cái vẻ đẹp cao sang, rất là thần thái, rất là quý phái. Đó là cái đẹp khó lòng nói hết, và là một cái đẹp của nhan sắc, cái đẹp cả ở ngoài nhan sắc nữa. Nhan sắc, nhưng mà ý chị muốn nói ở đây là tác giả Nguyễn Du còn muốn nhắc đến cái thần thái của Thùy Vân nữa. Nó không chỉ nằm ở nhan sắc mà nó còn toát lên khi mà cảm giác như chúng ta đang được tiếp xúc và đang được thấy hiển hiện lên đây bức chân dung của một Thùy Vân vậy. Cho nên câu thơ đầu tiên này không chỉ giới thiệu nhá. Câu thơ đầu ở đây là câu thơ đầu trong 4 câu thơ về vẻ đẹp của Thùy Vân nhá. Là có nội dung là không chỉ giới thiệu đối tượng được miêu tả trong câu thơ, mà còn mang ý là khái quát vẻ đẹp của Thùy Vân. Vẻ đẹp đó như thế nào nhỉ? Khái quát vẻ đẹp như thế nào nhỉ? Đó là một vẻ đẹp cao sang và quý phái. Vẻ đẹp rất là cao sang này, thể hiện ở cả nhan sắc và thần thái nữa, đúng không? Đó là xong câu thơ đầu tiên nhá. Sang câu thơ tiếp theo này. Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Ba câu thơ tiếp theo tác giả đi miêu tả kỹ từng cái bộ phận và từng cái yếu tố làm nên vẻ đẹp trang trọng khác vời của Vân. Từ khuôn trăng này, yếu tố đầu tiên là khuôn mặt nhá, được không? Nét ngài nở nang. Yếu tố tiếp theo là cười này, khi cười thì như là hoa cười, rồi là khi nói ngọc thốt đoan trang, rồi là nước tóc và màu da. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 yếu tố làm nên vẻ đẹp trang trọng khác vời của Thùy Vân. Được không? Đúng, chính xác, khuôn trăng đầy đặn, không phải là khuôn mặt nhé, mà là khuôn trăng. Cách gọi khuôn trăng đấy cũng là một cách so sánh ngầm rồi, là khuôn mặt tròn đầy phúc hậu như trăng rằm. Đó, vậy là cụ thể nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể về vẻ đẹp của Thùy Vân. Được miêu tả vẫn bằng gì nhở? Bằng bút pháp ước lệ tượng trưng. Đây sẽ là bút pháp mà chị nhắc đến rất nhiều trong bài học ngày hôm nay. Để các bạn kết thúc bài học mà mỗi khi nhắc đến chị em Thúy Kiều thôi là các em biết được đến bút pháp ước lệ tượng trưng. Nhưng mà phải hiểu nhá, các em phải hiểu giúp chị đấy. Xem là ước lệ tượng trưng là gì? Là ví vẻ đẹp của con người, dùng những hình ảnh thiên nhiên để gợi đến vẻ đẹp của con người.
nhưng mà chỉ mang tính ước lệ thôi chứ không phải là miêu tả chi tiết và chính xác, cân đo đong đếm từng từng số đo một, không phải như thế, mà đây là ước lệ thôi, mang tính ước lệ thôi, nhưng mà vẫn giúp người ta đủ hình dung ra được vẻ đẹp của con người nhá. Ôi chị nói nhanh quá. Đó, nhưng mà theo kịp mà đúng không, chúng ta có sách giáo khoa ngay bên cạnh là các em có thể gạch chân ngay những hình ảnh này rồi. Về 6 yếu tố làm nên vẻ đẹp của Thúy Vân nhá. Vậy là vẻ đẹp của Vân được so sánh với những thứ đẹp nhất trên đời. Trăng này. Đấy. Yếu tố nào của Thúy Vân thì chị gạch chân. Còn những yếu tố của thiên nhiên mà được đem lên so sánh với cả vẻ đẹp của Thúy Vân nhá. Thứ nhất là trăng này. Thứ hai là gì nhở? Là hoa này, ngọc này. Đó. Rồi là mây này, tuyết này. Đoán là những yếu tố đẹp nhất trong thiên nhiên thôi. Vậy là nhá, vẻ đẹp của Thúy Vân vẫn sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng, thì tác giả đã ví vẻ đẹp của Thúy Vân với những thứ đẹp nhất ở trên đời, đó là trăng, đó là hoa, là ngọc, là mây, là tuyết. Và bằng thủ pháp liệt kê ở đây nhá, tác giả Nguyễn Du này, trong cả ba câu thơ đều là liệt kê ra cho chúng ta vẻ đẹp của Thúy Vân với 6 yếu tố, đúng không? Cho nên là đây là biện pháp liệt kê và chân dung của Thúy Vân được miêu tả toàn vẹn từ khuôn mặt cho đến nét mày này, cho đến nụ cười, cho đến giọng nói, rồi là nước tóc và cả màu da nữa. Được không? Cộng với cả biện pháp liệt kê. Đã nêu ra cho chúng ta đầy đủ những yếu tố là khuôn mặt này, là gì nhở, là nét mày này, là khuôn miệng khi cười này, nụ cười nhá, là giọng nói, là gì nữa nhở, là nước tóc, là màu da. Đúng chưa? Tất cả những yếu tố này đều được ví với những hình ảnh đẹp nhất trong thiên nhiên và được sử dụng những tính từ rất trang trọng và rất là lung linh. Đây, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Chúng ta có thể vận dụng bằng cách phân tích những tính từ như là đầy đặn này, nở nang này, đoan trang này. Đó. Đó chính là những tính từ rất là hay, rất là đẹp được sử dụng để miêu tả ngoại hình và cả vẻ đẹp. Ở đây chủ yếu là vẻ đẹp ngoại hình của Thúy Vân, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy là Vân có một vẻ đẹp mà hiển hiện lên trước mắt bạn đọc bây giờ là một bức chân dung của một nàng Thúy Vân với khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, tươi sáng như mặt trăng. Bắt đầu đi phân tích kỹ hơn này. Khuôn mặt thì đầy đặn, phúc hậu và tươi sáng như mặt trăng. Làm sao nữa ạ? Nét mày thì sắc nét như con ngài. Đây, nét ngài nở nang nhá. Tiếp tục nhá. Rồi là miệng cười tươi tắn như hoa. Làn da thì trắng như trắng mịn hơn tuyết. Mái tóc thì đen óng ả hơn mây. Đúng không nào? Đó, và đó là vẻ đẹp đoan trang, phúc hậu, thuần khiết, rất dễ chiếm được cảm tình của mọi người. Đúng không nào? Chúng ta phải đi phân tích vẻ đẹp của từng yếu tố này một nhá, dựa vào những tính từ mà tác giả đã sử dụng để chúng ta thấy được đây là một vẻ đẹp đoan trang. Phúc hậu này. Thuần khiết. Dịu dàng. Của Thúy Vân, đúng không? Và rất dễ chiếm được cảm tình. Các em nhá, các bạn nhỏ nhá, được chưa? Nét ngài có nghĩa là nét mày được ví như là con ngài. Em hình dung con ngài ấy, thì khi mà nét mày được ví như vậy có nghĩa đây là đang miêu tả một nét mày sắc nét, được không? Một nét mày sắc nét thì đấy cũng là một cái bút pháp ước lệ tượng trưng thôi, để sử dụng cái hình dáng của con ngài để gắn vào với cả vẻ đẹp, cái sự thanh thoát của nét mày ấy. Đôi lông mày ấy, các em hình dung ra không?
Chị thì không có tài năng hội họa nên chị không dám vẽ ra đây. Nhưng mà thật sự nếu như mà là một người họa sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào những câu thơ này để có thể phác họa lên một bức chân dung của Thúy Vân như là một tuyệt sắc giai nhân ấy. Đó. Được không nào? Thế rồi không biết để thế nào để nó phù hợp với cách ghi chép của các em nữa. Chị muốn để cả thơ và cả phần. Rồi, được rồi, đây để như này đi. Được không? Hình dung ra chưa? Đây. Đúng rồi, chính xác đấy. Hình dung ra cái cách chúng ta phân tích không? Đầu tiên các em cứ khái quát trước, sau đấy chúng ta sẽ đi phân tích từng cụ thể vào từng cái yếu tố đấy một, xem là khuôn mặt như nào, nét mày như nào, nụ cười như nào, giọng nói ra sao, nước tóc như nào, màu da như nào, dựa vào những từ ngữ mà tác giả Nguyễn Du đã sử dụng để chúng ta thấy được tổng kết lại thì đây là một vẻ đẹp đoan trang, phúc hậu, thuần khiết, dịu dàng và rất dễ chiếm được cảm tình. Hay như Lê Bảo đã từng nhận xét, nó trong trẻo như trăng đầu tháng, như suối đầu nguồn. Kiểu ví vẻ đẹp của Thúy Vân như vậy ấy, qua những câu thơ của Nguyễn Du chúng ta thấy được và cảm nhận được vẻ đẹp của Thúy Vân trong trẻo như trăng đầu tháng, như suối đầu nguồn. Các em có thể ghi lại cái nhận định này nhé. Được không nào? Trong trẻo như trăng đầu tháng, như suối đầu nguồn. Đây là một nhận định của Lê Bảo. Đúng rồi, chính xác. Ngọc thốt có nghĩa là tiếng nói thốt ra ấy, giọng nói thốt ra rất là thanh cao, rất là dịu dàng, ngọc thốt đoan trang đẹp ấy. Tiếng nói ấy, được không? Ngọc thốt đoan trang, chúng ta biết được đấy là tiếng nói qua từ thốt, ngọc thốt đoan trang, được không? Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Thúy Vân chưa dừng lại ở đây, mà cái hay, cái đẹp của Nguyễn Du còn nằm ở chỗ qua việc miêu tả vẻ đẹp ngoại hình thôi, nhưng cũng ngầm dự đoán được về số phận và cuộc đời của con người, cuộc đời của nhân vật. Chân dung của Thúy Vân là chân dung mang tính cách và số phận. Hay là chân dung của Thúy Kiều thì khi chúng ta phân tích cũng là một chân dung mang tính cách và số phận. Có nghĩa là cái phần mà tác giả miêu tả ở trên đây không chỉ nhằm để chúng ta hình dung được về vẻ đẹp bên ngoài, về dung nhan bên ngoài của nhân vật, mà còn giúp chúng ta cảm nhận được và có phần dự báo về số phận của nhân vật này sau này. Nó dựa vào đâu nhỉ? Dựa vào hai từ là thua và nhường. Đọc bốn câu thơ này nên chúng ta cảm giác như là có một cái sự hài hòa, có một cái sự êm dịu trong bốn câu thơ này. Vân rất đẹp, nhưng đó là một vẻ đẹp khiến cho thiên nhiên phải lùi bước, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Vân đẹp hơn những gì mỹ lệ nhất của thiên nhiên, nhưng tạo được sự hài hòa và êm đềm là thua và nhường cơ. Cảm giác như là rất là bái phục ấy. Đấy. Nhưng mà khi mà xuống dưới đến với Thúy Kiều, chúng ta sẽ thấy được sẽ là những từ khác, không phải là thua và nhường nữa, vẫn là đặt trên cái cán cân so sánh giữa cả vẻ đẹp của con người với vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng ở đây là từ thua và từ nhường. Thì tiếp tục chúng ta có một cái ý tiếp theo trong phần này nhá. Được chưa? Được chưa? Để phân tích hai từ thua và nhường này, đó là chân dung của Thúy Vân là chân dung mang tính cách và số phận. Đúng rồi, trong trẻo như trăng đầu tháng, như suối đầu nguồn. Đây là nhận định của Lê Bảo nhá, của Lê Bảo, được không? Đúng rồi, các em có thể ghi lại nhá. Và chân dung của Thúy Vân là một chân dung mang tính cách số phận như thế nào? Vân đẹp hơn những gì mỹ lệ nhất của thiên nhiên, nhưng quan trọng là tạo ra được một sự hài hòa và êm đềm. Thể hiện qua từ gì nhở? Qua từ thua và nhường. Vậy là dùng từ thôi cũng rất là tinh tế, chỉ qua hai từ đấy thôi mà tác giả cũng giúp chúng ta hình dung được là về số phận sau này, cuộc đời sau này của nhân vật Thúy Vân sẽ ra sao. Khi mà có sự hài hòa với thiên nhiên như thế ấy, thì chắc chắn nó dự báo về một số phận sau này sẽ êm đềm, sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ hạnh phúc, đúng không? Sẽ hạnh phúc và nói chung là bình yên, không có sóng gió gì cả, khi mà thuận theo tự nhiên ý. Đấy, các em hiểu không? Khi mà thuận theo tự nhiên thì
Nó dự báo về một cuộc đời bình yên, không có sóng gió, rất là êm đềm. Và đúng thật, sau này thì Thúy Vân mang số phận như vậy thật. Trước sóng gió của gia đình thì Thúy Kiều mới là người gặp rất nhiều những chân chiên, rất nhiều những cái khó khăn, rất nhiều những cái bấp bênh, vấp ngã. Còn Thúy Vân thì qua hai từ thua và nhường này thôi cũng đã dự cảm được về số phận của nàng. Số phận của nàng với cái sự êm đềm chứng dụng bàn tre, và sau này thì rất là thuận buồm xuôi, rất là bình yên, không có sóng gió, được không? Đúng, chính xác nhá. Sự hài hòa êm đềm thể hiện qua từ thua và nhường, thì qua đấy chúng ta thấy được về số phận cuộc đời bình yên êm đềm. Ô video các em xem bị làm sao? Thấy chưa nào? Đó là tất cả những yếu tố khi chúng ta phân tích về vẻ đẹp của Thúy Vân. Các em đã nắm được chưa? Ở đây là chị chỉ ghi lại những cái ý khái quát nhất thôi đấy nhá. Và các bạn nghe giảng là các em phải ghi lại được những phần nào mà các em cảm thấy tâm đắc, những phần lời giảng, những phần phân tích mà các em cảm thấy là mình chưa tự viết được, thì hãy cố gắng ghi lại để lấy đó làm một cái ngữ liệu, tài liệu để chúng ta học tập. Chị sang phần tiếp theo nhá, được chưa? Chị sang phần tiếp theo đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vẻ đẹp của Thúy Kiều. Phần 3 nhỏ. Đây, vẻ đẹp của Thúy Kiều. Được không nào? Đến với vẻ đẹp của Thúy Kiều nhá, thì như lúc nãy chị đã nói, chúng ta thấy có sự chênh lệch về mặt dung lượng, về mặt dung lượng và cả về thứ tự phân tích ở đây nữa. Thứ tự được tác giả nêu lên khi mà miêu tả, tác giả miêu tả Vân trước, sau đấy mới miêu tả Kiều, đúng không? Trong khi đó nhá, một cái thứ tự miêu tả quen thuộc thì chị trước em sau chứ, đúng không? Đầu lòng hai ả tố Nga mà, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, thì đáng ra là phải miêu tả Thúy Kiều trước chứ. Nhưng không, cách mà tác giả miêu tả Thúy Vân trước, với tất cả những ngôn từ, với tất cả những hình ảnh đẹp đẽ nhất đã dành cho Thúy Vân rồi, nhưng chỉ cần bằng một câu thơ thôi, một câu thơ thôi, chúng ta lại thấy được là Vân đã đẹp rồi, nhưng Kiều lại là phần hơn, đúng không? Đó chính là gì nhở? Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Đấy, lại là phần hơn. Cụm này chúng ta thấy được đây là cách mà tác giả sử dụng biện pháp đòn bẩy, có nghĩa là miêu tả Vân trước, để tất cả những gì đẹp nhất và lung linh nhất mà Vân mang lại đến rồi lại chính là cái nền để cho Thúy Kiều còn nổi bật hơn. Không cần phải mất nhiều công sức miêu tả một người thôi, nhưng dùng biện pháp đòn bẩy để có thể từ người đó suy ra vẻ đẹp của người khác, từ vẻ đẹp của Thúy Vân suy ra vẻ đẹp của Thúy Kiều. Và đặc biệt nhá, Kiều lại là phần hơn nữa cơ, đúng không? Kiều lại là phần hơn, so bề tài sắc lại là phần hơn. Rất hay, đúng không? Rất khéo léo khi mà tác giả sử dụng như vậy. Bình thường có phải nếu như mà đưa ra cho các em một cái yêu cầu là các em miêu tả hai chị em, đúng không? Thì có phải là các em sẽ miêu tả thường nhá, cái lối tư duy của chúng mình sẽ là miêu tả chị như thế nào, rồi miêu tả em như thế nào, cứ lần lượt miêu tả thôi, đúng không? Đó, nhưng mà ở đây tác giả Nguyễn Du đã dùng một cái giống như một cái cán cân, đặt Kiều trong mối quan hệ so sánh, không chỉ là so sánh với Thúy Vân mà còn so sánh với các yếu tố của thiên nhiên nữa. Đấy, được không? Nhá, em hình dung ra chưa? Được không nào? Và trong phần này khi mà chúng ta phân tích thì các em thấy được là khi mà đặt Kiều trên mối quan hệ so sánh với Thúy Vân, nếu như vẻ đẹp của Thúy Vân là một vẻ đẹp viên mãn, tròn trịa và mềm mại, thì ở Thúy Kiều cũng là một vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân. Nhưng vẻ đẹp ấy nó lại gợi lên nhiều cái sự ghét và đố kỵ của thiên nhiên nữa cơ. Cụ thể như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích nhá. Phân tích đầu tiên, khi mà phân tích Kiều, chúng ta phải nói được về cái thủ pháp đòn bẩy đấy, được không? Biện pháp đòn bẩy, thủ pháp đòn bẩy. Được không nào? Thủ pháp đòn bẩy.
từ Vân sang Kiều luôn. Qua câu thơ qua hình ảnh là gì nhỉ? Lại là phần hơn, so bè tài sắc lại là phần hơn. Hình dung ra chưa? Đây sẽ là ý đầu tiên khi mà chúng ta phân tích về vẻ đẹp của Thúy Kiều. À, ở đây bạn Quỳnh Anh có nhắc đến cho chúng ta khi mà chúng ta phân tích về vẻ đẹp của Thúy Kiều nhá. Nếu như ở Thúy Vân là tác giả Nguyễn Du phân tích kỹ về từng yếu tố từ khuôn mặt sau yếu tố mà chúng ta đã gạch chân ở đây rồi, đúng không? Nhưng sang Thúy Kiều, tác giả chỉ cần tập trung vào đúng một cái điểm thôi, vào đúng một bộ phận thôi, đó là gì nhỉ? Đây, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Đây sẽ là tập trung vào vẻ đẹp của đôi mắt, được không nào? Sẽ tập trung vào vẻ đẹp của đôi mắt nhé. Bởi vì sao? Bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi mà có một đôi mắt đẹp thì trong đôi mắt ấy không chỉ là tạo nên vẻ đẹp về dung nhan bên ngoài mà còn ẩn chứa và tiềm ẩn vẻ đẹp của cả tâm hồn bên trong nữa. Cho nên là rất khéo léo tác giả đã lựa chọn đôi mắt để tập trung miêu tả, thay vì việc giống như Thúy Vân là miêu tả rất nhiều những bộ phận, rất nhiều những đặc điểm khác nhau, đúng không? Rất là có nghĩa là tác giả Nguyễn Du ở đây sẽ không đi theo bất cứ một cái lối mòn nào khi mà miêu tả con người hết. Ở mỗi nhân vật tác giả đều có một cái cách miêu tả hết sức độc đáo và hết sức sáng tạo. Thấy chưa nào? Vậy nhá, ý đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về thủ pháp đòn bẩy. Ý thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu phân tích kỹ hơn, như chị đã nói là gợi tả vẻ đẹp của Kiều thì tác giả vẫn dùng hình tượng ước lệ, nhưng mà cái sắc và cái đẹp trong tài năng hay là trong dung nhan của Kiều dần được hiện lên qua hình ảnh đôi mắt. Ở đây phải nói kỹ ra không để các bạn lại nhầm mất. Vẻ đẹp của Kiều được hiện lên vẫn là qua bút pháp ước lệ nha, không đi đâu xa hết, qua bút pháp ước lệ. Và được tập trung ở đôi mắt. Đôi mắt ở đây không có ngoặc kép, ở đôi mắt. Nào, cùng xem tác giả miêu tả đôi mắt như thế nào nhá. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Những hình ảnh như là thu thủy này, xuân sơn này, làn nước mùa thu. Thu thủy là làn nước mùa thu, xuân sơn là dáng núi mùa xuân, được không nhá? Hay là hoa, hay là liễu. Đặc biệt tác giả tập trung vào vẻ đẹp của đôi mắt. Được chưa? Hoa và liễu, đây đều là những yếu tố của thiên nhiên và được dùng để ẩn dụ cho vẻ đẹp của đôi mắt của Kiều. Được không nào? Đây là một đôi mắt mà qua đấy chúng ta thấy hiện lên nhá. Chúng ta hiểu được hình ảnh, những cái hình ảnh này chưa? Những cái hình ảnh làn thu thủy và nét xuân sơn chưa? Các em hiểu ý chị không? Nhá. Là cái vẻ đẹp của đôi mắt của Kiều ấy được ví như là trong xanh như là làn nước mùa thu và đẹp như là dáng núi mùa xuân vậy. À Hải Minh à, em vào muộn à, không sao, bắt đầu có thể theo cùng với các bạn và sau đấy phần trước thì em có thể xem lại sau nhá, được không nào? Ồ, ngước lên thì không biết các bạn đã đi đâu hết rồi. Chị ngước lên rồi không thấy các bạn, không thấy các bạn nữa rồi. Các bạn đi đâu hết rồi mà còn có 15 bạn đang xem thế này. Nào, các bạn đi đâu hết rồi mà còn có 15 bạn đang xem? Bây giờ chúng ta mới bước sang cái phần quan trọng nhất của buổi học ấy. Đó. Thì các em hiểu được ý nghĩa của hình ảnh làn thu thủy và nét xuân sơn chưa? Được không? Hiểu được cái hình ảnh làn thu thủy và nét xuân sơn chưa? Ô Bảo Nhi, em theo dõi cái lịch mà chị đăng đầu tuần ở trong group nhá, để nắm được lịch phát trực tiếp để chúng ta theo học. Rồi, đó là về hình ảnh về đôi mắt của Kiều nhá, là được ví như là làn nước mùa thu và như dáng núi mùa xuân với những yếu tố của thiên nhiên như là hoa, là liễu,
được không nào? Đó, hiện lên đây là một đôi mắt đẹp. Và tại sao tác giả lại chọn đôi mắt để miêu tả chính thì chị đã nói với các bạn rồi. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt đẹp không chỉ làm nên vẻ đẹp của ngoại hình bên ngoài, của dung nhan bên ngoài, mà còn ẩn chứa trong đấy, thể hiện trong đấy cái vẻ đẹp của tâm hồn bên trong nữa. Một tâm hồn có chiều sâu, mang cái sự tài năng và sự quyến rũ cuốn hút đến lạ lùng. Vậy là một đôi mắt đẹp, trong sáng, long lanh. Các em đã thấy được sự khác biệt khi mà tác giả miêu tả hai nhân vật Thúy Vân và Thúy Kiều chưa? Được không? Và ẩn chứa ở đấy là vẻ đẹp tâm hồn. Và trí tuệ. Nhá các bạn nhá. Rồi. Đó là về đôi mắt của Kiều. Tiếp tục, chúng ta lại tiếp tục phân tích về cái từ ngữ mà tác giả sử dụng để so sánh với cả thiên nhiên. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Nếu như bên trên của Thúy Vân là thua và nhường, là một cái sự gọi như là tâm phục khẩu phục ấy. Đấy, được thuyết phục được thiên nhiên. Nhưng mà ở đây thì thiên nhiên lại bày tỏ cái sự ghen ghét, là sự đố kỵ đối với vẻ đẹp của Kiều. Thì phải biết được rằng là Kiều phải đẹp đến mức nào. Thiên nhiên đã đẹp rồi, nhưng mà còn phải ghen tị trước vẻ đẹp của một tuyệt sắc giai nhân như Thúy Kiều nữa. Nhưng mà qua sử dụng từ ghen và từ hờn thì chúng ta lại thấy được đây là một bức chân dung tiềm ẩn cả về yếu tố số phận và cuộc đời sau này của Kiều nữa. Đúng không? Đúng là Kiều mang vẻ đẹp của một tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến cho hoa ghen và liễu hờn, nó tiềm ẩn cho một kiếp hồng nhang bạc phận. Khi mà đã không thuận được theo tự nhiên ý, thì sau này sẽ gặp rất nhiều những cái chuyên chiên, rất nhiều những cái khó khăn, những cái nỗi vất vả, rất nhiều những cái biến cố sau này đang chờ đợi Kiều. Và phải chăng là Thúy Kiều của chúng ta với cả tài năng, nhan sắc như vậy, cô cũng tự dự cảm được cuộc đời của mình không? Qua câu thơ của Nguyễn Du ấy. Đúng không nào? Đó. Thì qua từ ghen, đây nhá, tiếp tục. Là từ ghen là bức chân dung dự cảm về số phận. Số phận ấy như thế nào? Sẽ bấp bênh này, sẽ gặp nhiều sóng gió này, sẽ không được yên bình và êm đềm giống như là mây thua nước tóc tuyết nhường màu da đâu. Mà ở đây là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh cơ, đúng không? Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen cơ mà. Đấy, cho nên là đây là một bức, là một sự dự cảm về số phận của Kiều sau này sẽ rất là bấp bênh và sóng gió qua hai từ là ghen và hờn. Thì khi mà đưa ra những câu hỏi đọc hiểu về đoạn trích này thì các em đặc biệt phải chú ý giúp chị hai cái câu thơ này nhá, là mây thua nước tóc tuyết nhường màu da và hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Các em phải biết được câu thơ này miêu tả ai và đặc sắc trong việc sử dụng từ thua, nhường và ghen và hờn. Qua đấy không chỉ miêu tả nhan sắc mà còn miêu tả dự cảm về cả số phận nữa. Hiểu ý chị không? Nhá. Đúng, chính xác. Đúng rồi. Các bạn khác cũng tích cực tương tác cùng với chị giống như bạn Quỳnh Anh để chúng ta vừa tham gia tốt bài học mà vừa loát lại, kiểu như là soát lại được cái kiến thức của mình ý. Tiếp tục nhá, là đó là vẻ đẹp về nhan sắc của Thúy Kiều, đúng không? Chủ yếu là về nhan sắc, về những cái bộ phận bên ngoài. Tiếp tục này, ở Thúy Kiều thì tác giả Nguyễn Du, nếu như mà tác giả Nguyễn Du miêu tả Kiều, vẻ đẹp của Kiều, ở cái tài, cái tình, tác giả đã tả sắc một phần thì tả tài tới hai phần. Đúng không? Đây bắt đầu này. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Vậy là ở đây tác giả không chỉ miêu tả sắc đẹp mà còn miêu tả tài năng nữa. Tài năng của Kiều cụ thể như thế nào? Thông minh, vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm, cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương, khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Đây chính là vẻ đẹp của Thúy Kiều với thành ngữ là một hai nghiêng nước nghiêng thành. Đó là một vẻ đẹp rất là toàn thiện và giống như là một giai nhân tuyệt sắc vậy.
Nhưng mà Nguyễn Du chưa dừng lại ở đấy. Cái điểm khác biệt làm nên sự khác biệt về dung lượng khi miêu tả hai nhân vật này còn nằm ở là Nguyễn Du muốn miêu tả kỹ hơn cả về tài năng của Thúy Kiều nữa. Đúng không? Nếu như Thúy Vân thì tập trung chủ yếu vào vẻ đẹp, vẻ nhan sắc và chân dung bên ngoài, thì Thúy Kiều còn hiện lên ở chúng ta không chỉ là một nàng thiếu nữ với vẻ đẹp rất là lung linh, đúng không? Với vẻ đẹp tuyệt đối, lung linh, hoàn hảo, cuốn hút, mà còn thuyết phục chúng ta bởi vẻ đẹp của tài năng nữa, của nhân cách nữa. Đây, bằng những cái từ ngữ chỉ giá trị tuyệt đối. Tiếp tục nha, về vẻ đẹp tài năng của Kiều. Thì trong vẻ đẹp tài năng này chúng ta thấy là trước tiên là tác giả sử dụng những từ ngữ chỉ gì nhở? Chỉ giá trị tuyệt đối. Đó là những từ gì? Đó là vốn sẵn này, đủ mùi này đây. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, chưa? Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương. Có nghĩa là tất cả những cái tài năng này này, tất cả những yếu tố này thì Kiều đều đạt đến độ nhuần nhuyễn và thành thục giống như là những người nghệ sĩ thực thụ luôn ấy. Đúng không? Tất cả những cái từ ngữ đấy, những từ ngữ chỉ sự giá trị tuyệt đối như vậy đã khiến cho chúng ta hình dung được tài năng xuất chúng của Thúy Kiều. Lĩnh vực nào cũng tốt, lĩnh vực nào cũng thuần thục, đúng không? Thì đây phải là một cô gái, một thiếu nữ mà đẹp cả về nhan sắc và đẹp cả về tài năng nữa. Tác giả đã đặc tả, bên cạnh đấy, tác giả còn đặc tả được tài đàn của Kiều. Kiều mang đã đạt đến được cái mức lý tưởng cho quan niệm về vẻ đẹp của người con gái trong xã hội phong kiến rồi. Nhưng bên cạnh đấy thì tác giả còn đặc tả về tài đàn của Kiều, đó là sở trường và năng khiếu riêng. Đúng không? Là tài đàn của Kiều, đó là sở trường, là năng khiếu riêng. Và tiếng đàn của Kiều là tiếng đàn của một nàng thiếu nữ mà có khả năng ứng biến linh hoạt. Mà sau này thì tác giả Nguyễn Du đã miêu tả đặc điểm của tiếng đàn đấy như thế nào nhỉ? Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Các em có kịp ghi lại không? Đúng rồi, chính xác đấy. Đúng như Hoàng Anh, đúng như Hoàng Anh và Quỳnh Anh đã chia sẻ. Về đặc điểm tiếng đàn của Kiều thì các em cố gắng nắm được những câu thơ mà tác giả Nguyễn Du đặc tả về tiếng đàn của Kiều nhé. Một tiếng đàn mà không chỉ chất chứa ở đấy cái tài năng mà còn chất chứa cái sự đa sầu đa cảm của Kiều nữa. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng sáo mới xa, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Được không nào? Cố gắng ghi lại phần đấy nhá, để chúng ta cảm nhận được đầy đủ hơn về cái tài đàn của Kiều. Đây là một tài năng xuất chúng và là một sở trường, là năng khiếu đặc biệt nhất của Kiều. Và qua đấy, thì qua cái tài năng đấy, chúng ta cũng thấy được cái sự đa sầu, đa cảm về một cái tâm hồn rất là nhạy cảm của Thúy Kiều. Và Nguyễn Du đã đưa đến cho chúng ta tất cả những yếu tố đấy thông qua những câu thơ lục bát rất là giản dị của mình thôi. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, trong như tiếng hạc bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Được không nào? Được không? À, có một cái mẹo như thế này nhá. Trong quá trình chúng ta nghe giảng online hoặc là chúng ta nghe thấp thoáng một cái câu thơ mà các em rất là tâm đắc, thì hãy cố gắng ghi lại được một câu thôi là được. Sau đó chúng ta sử dụng internet là các em hoàn toàn có thể tra được thôi. Gõ lại câu thơ đấy ở trên internet là các em có thể tra được ra. Được không nào? Tra được cả về tác giả này, tra được cả về tên tác phẩm đấy, nếu như các em có nhu cầu. Đợi một chút để các bạn ghi kịp nhé. Các em ghi xong chưa? Ghi được chưa? Ok chưa?
Vậy là tài năng của Kiều không chỉ là tài thơ, là tài họa, mà đặc biệt là tài đánh đàn, tài phổ nhạc, còn thật ra là còn thể hiện một tâm hồn rất là tinh tế và sớm dự cảm được cái cuộc đời sóng gió và bất hạnh của chính mình. Kiều rất là tài năng, và để có được những tài năng đấy thì chứng tỏ cô phải là một người rất là tinh tế. Nàng Kiều bước vào trang thơ của Nguyễn Du không chỉ mang những vẻ đẹp, không chỉ mang những cái đường nét miêu tả giống như không chỉ mang những đường nét miêu tả rất là đơn sơ như trong Kim Vân Kiểu Chuyện đâu, mà ở đây Nguyễn Du đã lồng ghép vào đấy. Nguyễn Du đã sáng tạo thêm và đặc biệt là gửi gắm thêm cái tấm lòng trân trọng của mình vào những câu thơ để đem đến cho chúng ta bức chân dung về Thúy Kiều. Đẹp cả về nhan sắc, đẹp cả về tài năng, đẹp cả về tâm hồn và tính cách nữa. Được không nào? Được không nào? À, thôi được rồi, đây để chị ghi lại cho. Đây các em đi cùng với chị nhá. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài. Tiếng mau sầm sập. Như trời đổ mưa. Trong như tiếng hạc bay qua. Đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Được không nào? Ok chưa? Được không? Vậy là các em đã nắm được những yếu tố trong vẻ đẹp của Thúy Kiều chưa? Và Thúy Kiều, vẻ đẹp của Thúy Kiều hiện lên mang tính cách số phận. Vẻ đẹp ấy khiến cho Tạo Hóa phải ghen ghét, phải đố kỵ với tài hoa trí tuệ thiên bẩm. Đó là một vẻ đẹp của tuyệt sắc giai nhân, nhưng qua đấy thì tác giả cũng muốn ngầm dự báo trước kiếp đoạn trường của Kiều, hay trong như câu thơ của Nguyễn Du đã viết: lạ gì đỉnh sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Kiếp hồng nhan bạc mệnh đã theo đuổi Kiều, giống như là nó cứ dai dẳng đeo bám cuộc đời của nàng Kiều suốt 15 năm đoạn trường. Mà sau những câu thơ này đây, sau những biến cố mà gia đình Kiều phải gặp, thì Kiều đã thực sự bước chân vào kiếp đoạn trường. Và chúng ta sẽ được học một cái đoạn trích mà Kiều trong cái giai đoạn của kiếp đoạn trường đấy, chính là đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Chúng ta sẽ thấy được cái nỗi đau khổ, cái nỗi đau đớn, những cái sự tổn thương của Kiều được Nguyễn Du miêu tả như thế nào. Được không nào? Nhá. Thì đã cùng với chị, chúng ta đã đi xong vẻ đẹp của Thúy Kiều rồi đấy. Ok không? Các em thấy ổn không? Em thấy ổn không nào? Những câu thơ chị vừa trích trên đây thì các em có thể dùng để liên hệ về đặc điểm của tiếng đàn của Kiều nhá. Tiếng đàn của Kiều rất là linh hoạt, có thể ứng biến rất là linh hoạt để cho thấy được tài năng, rõ hơn tài năng của Kiều. Đây, khi khoan thì như thế nào, khi mau thì ra sao, trong như thế nào, đục như thế nào. Đấy. Và cuối cùng bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối nhá. Ôi. Được không? Các bạn theo kỳ vọng nào. Phần nào mà các em chưa rõ thì các em có thể dành thời gian xem lại giúp chị được không? Được không? Chúng ta đến với phần cuối nhá, phần 4. Phần 4 sẽ lại một lần nữa là nhận xét chung về đức hạnh của hai chị em. Đây rồi. Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh sắp xỉ đến tuần cập kê, êm đềm trướng rủ màn tre, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Đây sẽ là bốn câu thơ để gọi như là một cái phần tiểu kết cho cái phần đánh giá về đức hạnh của hai chị em Kiều. Bốn câu thơ cuối của đoạn trích, được không? Là sự hoàn thiện thêm bốn câu thơ cuối của đoạn trích này, là sự hoàn thiện thêm vẻ đẹp của hai nàng Kiều, của hai nàng Quý Vân và Thúy Kiều. Và tác giả đã dành ra những lời ca ngợi về phẩm hạnh của họ. Đây, phẩm hạnh nhá: phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sắp xỉ đến tuần cập kê, nhưng mà êm đềm trướng rủ màn tre, và đặc biệt tường đông ong bướm đi về mặc ai. Thì muốn nhấn mạnh về mặt phẩm hạnh của hai nàng, đúng không? Tác giả đã ca ngợi phẩm hạnh cao quý của hai nàng Kiều, mặc dù sống trong cảnh phong lưu êm đềm, nhưng mà hai chị em Kiều vẫn luôn giữ gìn khuôn phép theo đúng khuôn khổ của lễ giáo phong kiến, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Tuy cả hai đã đến tuổi cập kê rồi, đúng không? Nhưng không bao giờ Thúy Vân và Thúy Kiều không bao giờ để ý qua lại những cái kẻ ong bướm ở bên ngoài. Hai câu thơ cuối rất là trong sáng và đằm thắm, như là chở che và bao bọc hai chị em Kiều. Hai chị em Kiều vẫn luôn là những bông hoa còn phong nhụy, sống trong sự chở che gia giáo của gia đình. Tất cả đã góp phần hoàn thiện thêm về nhan sắc, về tài năng, về tâm hồn và về đức hạnh của hai bức chân dung Thúy Vân, Thúy Kiều. Được không nào? Đúng, chính xác đấy. Vẫn giữ nề nếp và gia phong, chính xác đấy nhá. Vậy là khi mà chúng ta khái quát được nội dung rồi, chúng ta sẽ đi phân tích kỹ hơn là mặc dù đã đến tuổi cập kê rồi, đúng không, đến tuổi cập kê hay là đến cái tuổi mà búi tóc cài châm rồi đó, và cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái rồi, nhưng mà Thúy Vân và Thúy Kiều với câu thơ cuối cùng giống như là đang ôm ấp và đang che chở cho hai nàng vẫn đang sống, vẫn đang ở dưới sự ở gia giáo của gia đình, vẫn là một cái khuôn mẫu hoàn thiện và đầy đặn nhất, đầy đủ nhất và tiêu biểu nhất cho một người phụ nữ trong xã hội phong kiến, đúng không nào? Đúng không? Nhá. Vậy là Kiều và Vân vẫn là những bông hoa còn phong nhụy, sống trong sự chở che và gia giáo của gia đình, mang vẻ đẹp của người con gái trong xã hội phong kiến, luôn luôn giữ gìn nề nếp và gia phong. Được không? Chúng ta sẽ đi phân tích kỹ hơn về cái đức hạnh của Kiều và Vân như thế nhá. Bốn câu thơ cuối thì chỉ là khẳng định thêm về vẻ đẹp đức hạnh của hai nàng thôi. Vậy là ngày hôm nay chị đã cùng với các bạn đi phân tích về đoạn trích chị em Thúy Kiều với đặc sắc là vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. Chúng ta sẽ chú trọng hơn về vẻ đẹp của Thúy Kiều nhé. Tổng kết cho đoạn trích này, chúng ta có những yếu tố như sau. Thứ nhất, về nghệ thuật. Đây các em sẽ viết vào đây giúp chị nha, là phần 4 lớn thì phải, đúng rồi, phần 4 lớn là tổng kết. 4 lớn là tổng kết này. Về nghệ thuật thì ngôn ngữ tinh luyện, giàu cảm xúc, nghệ thuật tả người bậc thầy, khắc họa rõ nét chân dung nhân vật. Được chưa? Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là bút pháp ước lệ đặc sắc, dùng vẻ đẹp của thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người. Và cuối cùng là thủ pháp đòn bẩy kết hợp với các biện pháp tu từ như là so sánh, nhân hóa, ẩn dụ đã đạt đến độ tinh xảo, đã đạt đến độ tinh luyện và nhuần nhuyễn để áp dụng vào khi mà miêu tả vẻ đẹp của Thúy Kiều và Thúy Vân. Còn về nội dung thì đoạn trích đã tái hiện thành công bức chân dung nhan sắc, tài năng, đức hạnh của chị em Kiều, và qua đấy còn ngầm dự báo trước cuộc đời, số phận của nhân vật. Và để đem đến cho chúng ta hai bức chân dung tuyệt sắc gia nhân như thế thì chắc chắn rằng tác giả Nguyễn Du phải là một người có tấm lòng trân trọng, luôn quý mến về cái đẹp của con người, vẻ đẹp cả về nhan sắc và vẻ đẹp cả về phẩm chất, tài năng của con người, đúng không nào? Đó nhá, đó là tất cả những yếu tố chúng ta cần chú ý ở trong đoạn trích này. Vậy bây giờ đến với phần bài tập. Đến với phần bài tập nào. Các em ghi lại bài tập giúp chị nhá. Chị sẽ không đăng lại đâu mà các em đã theo dõi rồi, thì các em phải ghi nhớ được bài tập này. Bài tập của chúng mình đó là cảm nhận của em
về vẻ đẹp của Thúy Kiều. Của Thúy Kiều đấy nhá. Qua 12 câu thơ. Qua 12 câu thơ miêu tả Thúy Kiều ấy, chị sẽ không trích ra lại nữa để tiết kiệm thời gian nhá. Qua 12 câu thơ này này. Các em hình dung được không? Qua 12 câu thơ này này. Trong đoạn trích. Chị em Thúy Kiều. Và chúng ta sẽ làm dưới dạng lập cho chị cái giản ý. Trong đó nhá, lập giản ý nhưng trong đó mở bài, viết đầy đủ ra, viết đầy đủ mở bài cho chị, viết đầy đủ thân bài thì có thể nêu luận điểm và luận cứ. Những cái dẫn chứng câu thơ nào em phân tích như thế nào, kết bài cũng viết đầy đủ. Hiểu ý chị không? Nhá, hiểu ý chị không nào? Và hạn nộp của chúng mình là hôm nay là thứ tư đúng không? Thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đến buổi học tuần sau đi là 24 giờ thứ bảy. Chị không nhớ rõ là hôm đấy là hôm ngày bao nhiêu nữa. Tuần này luôn nhá. Thứ bảy tuần này, cái buổi học sau ấy, cái sau khi mà các em học xong thì các em phải nộp lại bài tập cho chị, và chị sẽ đăng một cái bài đăng ở trong group bằng, và các em vẫn nộp bằng cách giống như bài tập lần trước các em nộp nhá. Được không? Được không nào? Hiểu ý chị về bài tập này chưa? Là mở bài và kết bài các em phải viết đầy đủ nhá. Còn thân bài thì các em có thể dập dàn ý dưới dạng nêu tên luận điểm này. Trong đấy các em sẽ phân tích những ý nào, và ý đó thì em dùng câu thơ nào hay hình ảnh thơ nào để chứng minh cho ý kiến đó, cho cái phần đó. Và em dùng những nhận định nào để liên hệ mở rộng thì em cũng ghi luôn ở trong phần đấy giúp chị nhá. Được không? Còn bạn nào mà tâm huyết và bạn nào muốn chị có thể góp ý cho bài viết hoàn thiện của em thì em hoàn toàn có thể viết cả bài. Còn bạn nào tiết kiệm thời gian thì em có thể lập giản ý cho phần thân bài, nhưng mở bài và kết bài các em phải làm đủ nhá. Rồi, ngày hôm nay kết thúc buổi học nhưng mà chị khá là buồn, bởi vì là không còn nhiều bạn đang theo dõi nữa. Thì không biết lý do của các bạn ra sao, là các em có còn muốn tham gia học hay nữa không. Thật sự rất là mong muốn các em có thể tiếp tục học cùng với các bạn, học cùng với chị. Bởi vì không dễ dàng gì chúng ta có thể gặp được nhau, đúng không? Không dễ dàng gì chúng ta có thể gặp nhau tại khóa học như thế này, để chị có thể chia sẻ cùng với các em, đồng hành cùng với các em và học hỏi từ các em nữa. Thật sự luôn, trong mỗi buổi học như thế này chị đều có thể học hỏi từ các bạn. Cái cách mà các em tiếp cận với một văn bản ra sao, các em cảm thấy hứng thú như thế nào, các em tiếp thu những cái kiến thức đấy ra sao, tất cả đều là bài học của chị nữa. Nên là chị rất mong muốn là khi mà đồng hành từ hai phía như thế thì chúng ta thấy được sự tích cực của từ hai phía, chứ không phải là chỉ các anh chị ngày nào cũng giao giảng với các em, với kêu gọi các em, nài nỉ các em học, đúng không? Cho nên là chị rất rất mong các em có thể kêu gọi thêm bạn bè và cùng nhau học tập thật là tích cực trong nhóm học này. Để kết thúc chuyên đề 2, chị mong rằng sẽ không có nhiều bạn bị loại nhé. Những bạn nào đang xem và cả những bạn mà xem lại phần phát trực tiếp này nữa thì xem đến đây lưu ý giúp chị nha. Nộp bài tập sẽ bằng cách là Bích Ngọc ơi, chị sẽ đăng một cái bài đăng là nộp bài tập buổi 3 chẳng hạn. Và em sẽ nộp bằng cách chụp ảnh lại và bình luận ở dưới cái bài đăng đó. Em sẽ bình luận một ảnh làm ảnh chính, sau đấy những ảnh sau em sẽ trả lời cái bình luận của mình để cho chúng ta không bị trôi. Hiểu ý chị không? Và em cố gắng đánh số trang vào giúp chị nhá. Khi mà bài viết của chúng mình có nhiều trang ấy thì đánh số trang vào để chị dễ theo dõi. Chụp ảnh gần, dễ nhìn, sáng sủa, không có quay ngang quay ngược. Rồi, có vẻ như buổi học ngày hôm nay cũng khá là dài rồi. Và các bạn cũng đã thấm mệt đúng không? Cũng đã thấm mệt. Thì các em bây giờ dành thời gian xem lại bài ghi của mình, có những điểm nào chưa hiểu rõ thì có thể nhắn tin để chị có thể giải đáp nhé. Hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Buổi học sau thì nhớ là đến buổi học sau là đúng giờ chúng ta sẽ vào học. Nếu chị chưa thấy chị lên thì có thể kêu gào tên chị vào để chúng ta học đúng giờ, được không? Chuẩn bị tốt sách vở, những cái đồ dùng chúng ta cần thiết, và có thể sưu tầm thêm những cái tài liệu các em biết về đoạn trích cảnh ngày xuân để buổi sau chúng ta tích cực tương tác hơn nhé.
Rồi, rất là cảm ơn các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Bye bye!